Bạn lên một chuyến bay đường dài khác và tìm chỗ ngồi của bạn. Ghế 26B, đây rồi. Bạn nhìn xuống và thấy hai gã to đùng ngồi ở hai ghế 26A và C. Trời ơi, có vài chỗ trống gần đây. Đến lúc đổi chỗ rồi. Nhưng hãy khoan đã, bạn đang khiến cho cả máy bay gặp nguy hiểm đấy. Đầu tiên, có lẽ bạn không phải là người duy nhất tìm cách đổi chỗ ngồi. Ngay cả khi chỉ có một vài hành khách làm điều đó, họ có thể khiến cho máy bay mất cân bằng. Và vì hầu hết các máy bay đều cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi trong trọng tâm của chúng, nó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình cất cánh, phi công phải biết sự phân bố trọng lượng trên máy bay để tính toán chính xác. Nếu những tính toán này bị chệch dù chỉ là nhỏ nhất, có khả năng máy bay sẽ gặp sự cố trong khi rời khỏi mặt đất. Nhưng ngay cả khi điều tồi tệ nhất không xảy ra thì phi công vẫn có thể gặp rắc rối lớn để điều khiển máy bay ngay sau khi hành khách thay đổi chỗ ngồi mà không thông báo cho phi hành đoàn. Chẳng hạn như một phi công khó có thể di chuyển máy bay vào vị trí cần thiết khi chỉ cần 4 hành khách rời khỏi chỗ ngồi được chỉ định và tự di chuyển ra phía trước cabin. Tình hình rất nguy cấp vì đường băng tại sân bay đặc thù đó ngắn một cách bất thường. Nếu có sự cố xảy ra, máy bay sẽ không thể dừng lại. Nhân tiện, nếu nhân viên sân bay tải hành lý không chính xác, ví dụ ở khoang phía sau thay vì phía trước, nó có thể làm mất sự cân bằng của máy bay. Trong trường hợp này, mũi máy bay có thể bay lên quá nhanh. Bạn có thể nghĩ rằng điều đó chỉ giúp đưa máy bay lên không trung, nhưng một lần cất cánh không chính xác có thể là một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Trong mọi trường hợp, điều đó không có nghĩa là bạn không thể thay đổi chỗ ngồi trên máy bay. Nhưng trước khi nép mình ở một nơi thoải mái hoặc rộng rãi hơn, hãy hỏi một thành viên phi hành đoàn nếu bạn được phép làm như vậy. Và đừng bất ngờ hoặc cảm thấy bị xúc phạm nếu họ nói không. Quy tắc không nhảy chỗ không phải là điều duy nhất bạn nên tuân theo để có một chuyến bay an toàn. Dưới đây là một số điều khác bạn sẽ cần ghi nhớ trong chuyến đi tiếp theo ở độ cao 30.000 feet. Và nếu bạn có thể thêm bất cứ điều gì vào danh sách này, hãy để lại góp ý của bạn trong phần bình luận. Luôn gặp khay thức ăn của bạn ngay khi máy bay bắt đầu di chuyển trên đường băng và không bao giờ hạ nó xuống trong khi cất cánh và hạ cánh. Đó là một biện pháp an toàn đảm bảo bạn và các hành khách khác sẽ có lối đi thông thoáng trong trường hợp sơ tán khẩn cấp. Giữ chỗ ngồi của bạn ở tư thế thẳng đứng trong khi cất cánh và hạ cánh. Giống như một cái khay thức ăn được hạ xuống, một chiếc ghế tựa có thể làm chậm việc sơ tán một cách trầm trọng vì nó sẽ cản đường người ngồi phía sau bạn. Chưa kể, nếu chỗ ngồi của bạn ngã ra sau, người đó sẽ gần như không thể vào tư thế chuẩn bị khi hạ cánh. Nếu bạn có lựa chọn khi đặt chuyến bay, hãy chọn chiếc máy bay lớn hơn. Các máy bay có hơn 30 chỗ ngồi được thiết kế và chứng nhận theo các quy chuẩn thậm chí còn nghiêm ngặt hơn. Nếu bạn ở trên một chiếc máy bay lớn hơn, bạn có nhiều khả năng sống sót qua một tai nạn hơn. Hãy nhớ rằng, việc ngồi gần lối thoát hiểm khẩn cấp không chỉ có nhiều chỗ để chân mà còn có nhiều trách nhiệm hơn. Bạn sẽ phải giúp các hành khách khác sơ tán khỏi máy bay. Đó là lý do tại sao chỉ những người trưởng thành có thể hình phù hợp mới có thể ngồi những chỗ như vậy. Trên hết, họ nhất định phải đọc những bản hướng dẫn thoát hiểm khẩn cấp an toàn để biết cách hành động nếu có sự cố xảy ra. Thực hiện theo hướng dẫn của phi hành đoàn để mở tấm che cửa sổ trong khi cất cánh và hạ cánh. Bằng cách này, tiếp viên hàng không có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài, đánh giá tình hình và hành động nhanh chóng trong trường hợp có điều gì đó ở ngoài báo hiệu rằng họ sẽ cần phải sơ tán. Ví dụ, khói hoặc lửa có thể đến từ một trong các động cơ, và nếu có một đám cháy bên ngoài một lối thoát, họ sẽ biết để chuyển hướng hành khách sang một cánh cửa khác. Bay không ngừng mà không nối chặn nếu bạn có thể. Phần lớn các vụ tai nạn máy bay xảy ra trong 3 phút đầu tiên và 8 phút cuối của chuyến bay. Nói cách khác là trong quá trình cất cánh, bay lên, hạ cánh và tiếp đất. Nếu không có sự khác biệt đáng kể về giá cả, hãy bay không ngừng. Bằng cách này, bạn không chỉ có thể rút ngắn thời gian của chuyến đi mà còn giảm nguy cơ gặp tai nạn trong những thời điểm đặc biệt nguy hiểm này. Bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra trong chuyến bay.
đảm bảo rằng tất cả các thiết bị bạn đang mang theo đều có tệp sao lưu trên một ổ cứng riêng hoặc trên tiện ích đám mây. Giả sử rằng bạn có thể bị mất thiết bị điện tử của mình tại một nơi nào đó trong chuyến đi của bạn, và nó không nhất thiết là phải bị rơi vỡ. Mặc quần áo phù hợp sẽ giảm thiểu rủi ro trong quá trình đi máy bay. Cố gắng mặc quần áo làm từ sợi tự nhiên, chẳng hạn như len, bông, da và vải. Chúng sẽ bảo vệ bạn một cách tốt nhất nếu có một đám cháy hoặc khi sơ tán. Đối với các loại vải tổng hợp như sợi tổng hợp hoặc ni lông, chúng dễ dàng tan chảy khi được làm nóng. Quần áo của bạn cũng phải thoải mái và thoáng, bạn sẽ có thể di chuyển tự do với chúng. Lựa chọn áo dài tay và quần dài, chúng sẽ che cơ thể bạn càng nhiều càng tốt và đem lại độ ấm cũng như sự bảo vệ nếu cần thiết. Và cuối cùng, hãy chú ý đến giày dép của bạn. Không mang giày cao gót, dép xỏ ngón hoặc dép. Bạn sẽ được yêu cầu cởi chúng ra trước khi bạn rời khỏi máy xuống một đường trượt. Điều đó sẽ làm chậm quá trình sơ tán của bạn và khiến bạn có nguy cơ bị trầy chân trên các mảnh vụn kim loại hoặc kính vỡ. Đừng hoảng loạn hoặc phàn nàn khi đèn cabin bị mờ trước khi cất cánh và hạ cánh vào ban đêm. Đó là một quy trình an toàn chuẩn cho phép mắt bạn điều chỉnh nhanh hơn nếu có một cuộc sơ tán khẩn cấp. Hãy tưởng tượng nó theo cách này. Bạn đang ở trong một căn phòng sáng được nhồi nhét bởi hàng tá thứ khác nhau. Ai đó đột nhiên tắt đèn và bảo bạn ra khỏi căn phòng này nhanh nhất có thể. Bạn có thể phải vật lộn đấy, phải không nào? Nhưng nếu mắt bạn đã quen dần với bóng tối mờ mờ này, thì bạn sẽ có thể phát hiện ra các biển báo lối thoát và đèn khẩn cấp ở lối đi khi cabin đầy khói hoặc mất điện. Chăm chú nghe hướng dẫn từ các phi hành đoàn. Luôn nhớ rằng những người này luôn có mặt vì sự an toàn của bạn. Vì vậy, nếu một trong số họ yêu cầu bạn làm điều gì đó, hãy tuân theo trước và đặt câu hỏi sau. Ngoài ra, không bao giờ tự rót đồ uống nóng như cà phê hoặc trà. Tiếp viên hàng không được đào tạo để xử lý nhiệm vụ này trong các lối đi nhỏ đông đúc của một chiếc máy bay đang di chuyển mà không vô tình làm bạn hoặc hành khách khác bị bỏng. Chuẩn bị một bộ đồ nghề để chạy và đảm bảo rằng nó luôn ở bên bạn. Một bộ như vậy nên chứa hộ chiếu, ví, điện thoại di động, thẻ tín dụng và tiền mặt hoặc bất kỳ loại thuốc cần thiết nào và danh sách các địa chỉ liên lạc khẩn cấp. Hầu hết những thứ này rất khó thay thế nếu bạn mất chúng trong sự hối hả và vội vàng của một cuộc sơ tán. Vì vậy, giữ chúng bên người của bạn trong suốt chuyến bay, như trong túi của bạn hoặc một túi đeo trước bụng. Đối với ví của bạn hoặc cái ba lô mang theo đầy quần áo và đồ vệ sinh cá nhân, hãy để lại. Hãy nhớ rằng, trong một cuộc sơ tán, bạn chỉ có 90 giây để rời khỏi máy bay. Không nhét vật nặng vào tủ khóa trên đầu. Chúng có thể rơi ra trong tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng và làm bạn hoặc hành khách khác bị thương. Nếu cảm thấy khó khăn khi nhấc thứ gì đó bỏ vào khoang chứa trên đầu, tốt hơn hết là nên cất nó dưới ghế ngồi trước mặt bạn hoặc ở nơi khác. Những người ngồi gần lối thoát hiểm có thể bắt buộc phải đọc hướng dẫn an toàn trong gói ghế trước mặt họ, nhưng tốt hơn là bạn cũng làm vậy. Cách bố trí của máy bay rất khác nhau, vì vậy bạn phải biết những điểm chính về nơi mà bạn đang ngồi. Trong trường hợp xấu nhất, kiến thức này có thể cứu sống bạn. Vì lý do tương tự, luôn luôn lắng nghe và xem chỉ dẫn an toàn trước chuyến bay. Nếu bạn thấy một số hành động đáng ngờ hoặc các hành lý trông có vẻ lạ, hãy thông báo ngay cho nhân viên buồng lái nếu bạn đã ở trên máy bay hoặc nhân viên an ninh nếu bạn vẫn ở sân bay. Rất có thể không có gì phải lo lắng về nó, nhưng an toàn thì tốt hơn là để điều đáng tiếc xảy ra. Có thể lãng phí thời gian để tìm chỗ ngồi an toàn nhất trên máy bay vì có lẽ nó không tồn tại. Ngay cả khi bạn ở gần lối ra, nó có thể không hoạt động nếu có tai nạn. Và khi một chỗ ngồi gần lối đi có thể giúp bạn có một cuộc sơ tán nhanh hơn nếu điều gì đó xảy ra. Bạn cũng có thể bị thương bởi các vật thể rơi từ các khoang chứa trên cao. Vâng, điều đó làm tôi phấn khích về việc đi máy bay đấy. Nghiêm túc thì nghĩ về nó theo cách này. Bạn càng chuẩn bị cho một cái gì đó thì nó càng ít có khả năng xảy ra. Tôi chỉ bịa nó ra thôi. Nghe hay chứ? Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay thì hãy cho video một lượt thích và chia sẻ nó với bạn bè nhé. Và đây là một số video khác tôi nghĩ bạn sẽ thích
chỉ cần nhấp vào bên trái hoặc bên phải và cùng nhau soi sáng cuộc sống nào.